cho tất cả quý vị cùng hân hoan chào đón giám đốc của đài Ai Đường Miệt Vườn, Mr. Quỳnh Long Hổ. Các quý vị thấy nụ cười tôi khai khác thường phải không? Bởi vì miệng cười mà lòng căng lắm. Năm ngoái chỉ có một thí sinh dự thi thôi, mà năm nay có tới hai thí sinh. Đông quá, làm sao mà đủ giờ để thi đây? Tới giờ rồi mà không thấy ai tới dự thi. Có khi nào đã bỏ không ta? Nó cancel là mình chết à. Không có tiền trả tiền rạp á. Không được. Giải ông bà cho mấy cha mấy mẹ đừng có bỏ thi. Không lẽ ma hát hay sao? Hey, tôi đi nè, ma cái gì mà ma, ta hát không nhìn bên đây thì vòng vòng bên kia nó ta ma. Nghe gì đó đi. Dạ, ca sĩ có tuổi chưa có tên xin trân trọng kính chào quý vị. Chào cô. Chào anh, hân hạnh được biết anh. Yeah. Gặp anh là mừng lắm rồi. Công nhận ha, ở đây quản gia mà mặc đồ đẹp ghê á. Mà cô nghĩ sao vậy? Dạ sao? Mà sao cô nói tôi là quản gia? Dạ tại vì thấy anh ăn mặc sáng lòa quá nè. Tôi trân trọng giới thiệu cho cô biết. Dạ. Tôi là giám đốc đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn. Dạ. Quỳnh Long Hổ. Quỳnh Long Hổ? Trời ơi sao hổ mà em không thấy có miếng hổ nào mà em thấy nguyên cái mặt con mèo vậy? Thiệt? Con mèo trong hổ. Thiệt vậy hả? Ngoài mèo trong hổ thôi. Để mai mốt biết đi. Cô là thí sinh phải không? Ôi dạ thí sinh, em là ca sĩ. Trời ơi ca sĩ em phải mặc đồ gì chứ không phải ca sĩ mặc gì ra tao tưởng điên. Em nói thiệt anh, em mặc cái kiểu này ra cảnh sát giao thông rất là cảm ơn, bị gì không bao giờ đụng xe. Đúng rồi nha. Lấy số báo danh chưa? Đâu có ai đưa đâu biết lấy. Tại sao không lấy? Có ai đưa đâu lấy. Ờ mà có phát đâu là có. Trời ơi cái này dung kia không. Trời ơi. Đây cầm lấy. Đâu có ăn bánh in đâu đường chi. Đâu phải bánh in. Đây nè. Ai trời ơi trời ơi, số báo danh không biết là tưởng cái bánh in không à. Ừ. Trời ơi 2001. Chết rồi, em 2001 là còn tới 2000 thí sinh. Làm sao thi được, mấy tháng nữa mới thi. Anh ơi, má em nói là phải thi trong ngày hôm nay. Bắt giá là em phải lên thôi. Không lên là má em buồn lắm. Anh ơi, cho em thi đi. Trời anh, ơi, bình tĩnh. Cha này dê dễ sợ luôn, mình té, cha té theo à. Trời đất ơi, lôi mình ra nữa mình dê. Thấy gái sát sát nhào nhào vô. Cô bình tĩnh đi, 2000 là viết cho chơi thôi. Trời ơi. Cô là người đầu tiên á. Trời. Ừ. Cha này nổ thế ớn nổ tới 2000 trả giá nhiều cũng dính á. Ừ. 2001 phải không? Ừ. Bây giờ cho em thuê đi, cho em thuê đi. Anh là ơi làm ơn lăn cho em lên đi anh. Đi. Đừng có lo, hãy tới đây vô tay tôi là phải lên thôi. Đó, đúng rồi, anh nha, lên nha anh nha. Nhưng mà trước nhất là tiền bạc phải sòng phẳng. Trời ơi, tiền là chuyện bình thường. Mà em nói thiệt với anh, từ nhỏ tới lớn em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không biết phải tiền. Cái xài gì? Hạt xoàn. Hả? Hạt xoàn? Ừ, má dẫn đi ăn bún riêu với tô bún mắm mà má trả hạt xoàn 5 ly. Trời đất ơi. Thò khỏi thôi. Giàu nha, trúng bánh rồi đó. Dạ, không biết có giàu không mà hộp xoàn đóng đóng ở nhà đông bằng lau ăn không á. Nghe cô nói vậy thì được rồi. Dạ. Cô mà tới cái lò của tôi là quá đúng rồi. Cô mà tới lò tôi thì chắc chắn tôi sẽ lăn xê cho cô nổi tiếng. Khoan khoan cái gì? À cái lò. Trời. Trời ơi ca sĩ mà ông nói cái lò làm như nướng bánh mì. Trời ơi làm như tôi lò luyện đơn á. Lò luyện ca sĩ. Trời ơi tôi gớm bằng lò luyện ca sĩ. Ừ. Lò của tôi đó đặc biệt lắm. Dạ. Lò khác đó là chỉ là công nghệ lăn xê thôi. À đúng rồi. Còn lò của tôi là có cả một âm mưu lăn xê. Nghe không? Cái lò của anh có cả một âm mưu lăng xê. Ừ. Vậy anh đừng gọi nó là cái lò. Tôi gọi bằng cái gì? Gọi là cái động đi. Hả? Ê, cái động nghe thấy ghê quá không được. Thế tự nhiên lăng xê mà ông làm theo ông cả một âm mưu lăng xê. Âm mưu lăng xê cái lò nó đâu có tương xứng đâu. Chơi mẹ cái động ca sĩ đi. Ai muốn nghỉ sao nghỉ. Thôi được rồi. Cô muốn kêu gì cũng được. Ừ. Nhưng mà nói cho cô nghe. Sao? Cô biết tại sao tôi nói vậy không? Tại sao?
Tại vì ở đây tôi có chuyên gia lăn xê đàng hoàng. Trời, có chuyên gia. Mà chuyên gia này không phải loại bình thường nha. Trời ơi. Mà là chuyên gia về văn hóa, văn học, y học, dân tộc, nghệ thuật, Đại học Văn nghệ Miệt vườn quốc tế. Trời ơi, em biết rồi nha. Cha này vừa là chuyên gia mà vừa chích thuốc nữa nè. Ừ? Sao nói vậy? Cái gì văn hóa, văn nghệ, y học, dân tộc, y học là chích thuốc chắc luôn. À, cái này là cô thông minh. Tôi luyện rất là kỹ. Dạ. Luyện từ sáng tới chiều. Dạ. Cái ca sĩ mệt đem vô chích mũi bắt ra luyện tiếp. Trời ơi, hay quá. Đúng là cái động này có một không ai. Đừng có động. Bây giờ để mời chuyên gia. Em mời chuyên gia đây nha. Ừ nè, ông cầm ông trâu luôn nè. Mẹ bà thí sinh của mình cũng đưa bà giặt đưa bà số báo danh. Em muốn gặp chặt trò gặp chuyên gia. Mời chuyên gia vào. Gentleman, how are you? I am come from South America. My name Banca Ambulang. Nay tôi mất dù. Welcome everyone, idol Việt Nam mi Thanh Kiều very much. Hay quá. Hay quá. Trời ơi, chuyên gia hay quá. Mà em nói thiệt, anh em muốn làm ca sĩ giật giật nhạc thân chứ em không có chơi ca kịch Quảng Đông. Không phải, cái này là cái môn ông mới tu nghiệp ở Trung Quốc về. Phải không? Ừ. Ủa, ông đi luyện thêm Trung Quốc vậy đó anh. Ừ. Mẹ bảo hát quả mà hát tiếng Anh tới nổ dịch không? À. Đây là nói chuyện với ông chút. Nói không coi. À, không biết tiếng Việt không? À, ambulan bằng cá. Trời ơi. À, cô này muốn lên. Con thì nghe muốn bệnh. Mình có cách đưa lên không? Sơn phủ, chị bàn châu ba chị, xe mẹ phủ, xe mẹ đen. Trời ơi. Hai này ăn trung mát lắm á. Dạ, chuyên gia nói có rất nhiều chiêu thức. À, cái chiêu thức thứ nhất á, hồi nãy cô nói là cô là có tuổi mà chưa có tên. Dạ đúng rồi, hát hoài mẹ bà tuổi càng ngày càng lên tên không ai biết. Muốn vậy mình phải tạo scandal. Tạo sao? À cô biết không? Sao? Có nhiều ca sĩ hát rất nhiều năm đúng. Nhưng mà không nổi đúng. Tại sao? Tại sao? Tại vì không biết tạo scandal. Scandal là sao? Mình phải tạo scandal. Tạo đi. Đi giật chồng người khác. Tạo không? Tạo mẹ bà đang làm ca sĩ không làm tự nhiên đi giật chồng ta. Nói đi, tôi nói ông nghe, đời tôi nói thiệt, tôi rất là đạo đức má tôi dạy, không nên giật chồng người ta, dụ chồng người ta đi theo mình luôn thì được. Trời ơi, trời không được cô ơi, cái này giả bộ thôi mà. Giả bộ sao? Dụ là giới thiệu cũng không được. Ờ. Tôi giàn cảnh nghe không? Sao? Tôi vừa bước xuống sân khấu. Ừ. Một người đàn bà nhào tới nắm đầu cô quýnh tả tơi, nghe không? Cô phải đứng yên cho người ta đánh. Trời trời. Tự nhiên đàn bà đánh tả tơi tự nhiên là giật chồng ta mà cho vợ ta biết luôn. Ừ. Ghê quá. Chứ sao? Vậy là không nổi về mặt ca sĩ, mẹ bà sáng mai báo đăng con quỷ này chuyên môn giật chồng ta. Lúc đó không phải một người đánh cả làng cả xóm, nó kéo nhau nó quánh thấy bà đậu luôn rồi hết làm luôn. Cháu ngu hả? Điên à? À, không được thì mình tung chiêu khác. Chiêu khác đi, thì chiêu này sao được? Cái chiêu này thì cô phải chịu khó đụng tới cảnh sát tội phạm hình sự quốc tế. Đó, Interpol. Đâu? Nghe không? Cô phải lén bỏ nửa ký ma túy vô cái vỏ. Tới phi trường, tới cái cổng check security boy đó. Ừ. Nghe không? Ừ. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại cho tao má nó kêu ầm lên, thấy không? Tập trung tất cả cảnh sát lại. Ừ. Ở đây tôi set up TV trực tiếp truyền hình, cô sẽ nổi tiếng. Trời ơi, lúc đó nổi lắm. Mà anh nhớ kêu nó quay cái đoạn sau chứ. Đoạn cái đoạn mà em căng tay ra cái bịch miếng vải đen nữa đó. Là sao? Sự bắn đó ông nội. Ờ, mới tôi nghĩ sao đem nửa ký ma túy mà còn đi tới security chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại nữa. Sám sám si phán su si. Chắc là tôi vô cái động này có lộn không vậy trời? Hổ. Dạ. Sexy. Trời ơi. À nếu hai chiêu đó không được thì chuyên gia có chiêu cuối cùng. Chuyên gia gì nữa? Tung hình sách lên mạng. Trời ơi. Được nha.
cái này tôi chịu nha. Trời ơi, cảm ơn. Em rất cảm ơn hai anh. Vì lăng xê em mà hai anh tung hình xét của mình lên mạng. No, no, no. Me, okay. Him. Ọc. Là gì? Ông nói hình ổng á tung lên mạng, ok. Hình tôi tung lên. Người ta học máu trào đờm. Hổ. Nội bộ ông giải quyết thì mệt ghê. Em gái. Chuyên gia xin nói cho em gái biết rằng không phải tung hình set của anh lên trên mạng mà tung hình set của em lên trên mạng. Không được, không được, tôi không làm chuyện đó đâu. Tôi không bao giờ. Trời, như vậy bán mình sao? Anh nói cho em nghe. Gì? Mấy anh chỉ nói giỡn chơi thôi. Chứ chiêu thức của mấy anh không phải làm cho em là thủ phạm mà sẽ biến em thành một nạn nhân. Làm sao nói không có hiểu giải thích gì cho có nghĩa là cái vụ đánh ghen á không phải là em giật chồng người ta mà đánh ghen lầm. Đánh ghen lầm sau đó anh cho báo chí túa xua tới nhào tới chụp hình đăng báo. Fan club em thương em, ái mộ em, đúng tội rồi. Nghiệp em đúng. Em nổi tiếng đúng rồi. Đánh lộn đi, đánh lộn đi. Khương thích đầy mình nhưng mà lộn, hiểu không? Đó chiêu thức thứ hai đó, cái vụ ma túy không phải đứt tay bỏ vào trong cái vỏ mà là một thằng khốn nạn rồi nó bỏ vô đó. Xong rồi em vô tình em xách em chạy đó. Chạy qua cổng security nó kêu lên xong rồi bullet ập tới rồi ngày mai anh đăng báo lên bạn em bị quan. Trời ơi, trời ơi, em là anh hùng đó. Rồi cái vụ xét. Cái vụ xét không phải hình xét của em đó. Cái mặt của em mà hình của con khác đó. Vậy đi, đưa hình em là trái mạng đó. Đó xin anh nghe đừng nha. Hiểu đừng chưa? Cho tất cả internet ngừng hoạt động. Rồi bây giờ em tin tưởng vào cái khả năng mà lăng xê của tụi anh chưa? Biết rồi, nói như anh em mới yên tâm. Cha anh thì thiệt tình, nói em có đầu đuôi. Nói đầu đuôi hết. Phải có chuyên gia giải thích chứ. Ồ à. Dạ. Mì mò mò. Chuyên gia muốn anh hỏi là em có biết nhạc lý không? À sợ nhạc lý sao không biết làm ca sĩ biết nhạc lý. Nhạc lý là mấy cái thẻ. Nốt nhạc. Mấy cái thẻ gì nè rồi treo lên mấy cái sợi dây điện văng ngang. Đó. 4 giây. Kêu là nốt nhạc. Bây giờ em có biết là trên son là cái gì? La. Trên la. Si. Trên si. Đô. Trên đô. Ơ. Ơ là nốt gì? Euro. Euro gì? Euro mắc hơn đô. Má em nhà đổi hoài nè, đô rẻ hơn euro mấy trăm. Ồ. Dạ. Hát. Hát gì? Thử bây giờ chuyên gia muốn thử giọng em. Bây giờ em phải hát cho chuyên gia nghe để chuyên gia tính cách cho em. Đó, em sẽ hát để em build cái giọng em ra. Rồi. Nhưng mà em nói thiệt đó là em hát đó là em phải có người bè em mới hát được. Ờ. Hai anh làm hai cái bè cho em được không? Bè có tiền không? Có, đi bè nhỏ, đi bè lớn đi. Ok. Bè liền. Rồi nha, ra ráng bè nha. Rồi. Khi nào mà em ra hiểu bực cái là bè. Ok, nha. Ok, em xin hát bài vũ điệu ôm bơm. Nằm xuống. Cậu có gì vậy? Cái gì vậy? Khủng bố. Ai? Trời ơi, em mới nói em ôm bơm đó. Trời ơi, ông ơi. Bài hát vũ điệu bơm bơm. Ôm bơm hồi nào? Trời ơi, vậy mà tôi khủng bố. Mới Trung Quốc về không có rành tiếng Việt. Ông lậu này, ông không chuyên gia, em quánh giá rồi. Bây giờ em đây giới thiệu đi, em hát đi ha. Sau đây, bài hát vũ điệu bơm bơm bắt đầu vô. Hai đứa mắc bố chưa điệu á nha. Cần tập lại. Xinh ghê mất ngay kia em bị gất ngay ta vô bên nhau quên sau em ơi. Đêm nay em rất xinh ơi, em rất xinh cho ta đi nhanh đi nhạc đi chạy. Ha ha ha.
Em cái gì vậy? Mày khùng hả? Cái gì khùng? Tao hát hết còn ha 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 nữa. Không biết nó hát cái bài gì mà không nghe được chữ nào. Nó nghe bom không, nó tao tưởng nó kêu mình đi bom xe đạp. Nghe kỹ rồi đoạn cuối là đi kêu bom ga. Mệt quá. Còn đỡ nha. Ừ. Nó hát chút xíu nữa FBI tới hốt tôi với ông luôn á. Sao vậy? Con này nó dũng cảm quá không? Nó gan hơn cảm tử quân của Osama Bin Laden nữa. Mấy con quỷ dịch kia nó ôm bom nó nhào trong xe tăng á. Còn con quỷ này nó ôm bom nó chạy vòng vòng nó còn la tôi ôm bom nữa. Chứ hát bài khác đi. Nó hát vậy mới mau nổi. Em ơi. Vậy? Em có giọng tốt lắm. Ừ. Nhưng mà em hát không hiểu gì hết. Bây giờ em hát cái bài khác mà nó tình cảm nhẹ nhàng chút đi. Hát được chứ. Ừ. Bài đó nghe không kịp thì em hát tình cảm. Được. Nhưng mà với điều kiện là phải có hoàn cảnh xảy ra đi rồi em mới nhập theo em hát được. Hoàn cảnh gì? Nghe em biết diễn nữa đó. Biết diễn nữa ha. Hoàn cảnh vậy thì em nghĩ không có gì đau thương bằng bị chồng bỏ hết trơn á. Tại vì nào giờ em chuyên môn bỏ chồng, em không biết cảm giác chồng bỏ em là sao nữa. Anh làm thử em coi coi nó đau đớn tới mức độ nào. Bây giờ ai làm? Anh làm chồng em. Không, để ta. Anh làm chồng em. Mày đi, kia làm con. Hả? Nghĩ làm sao? Khó quá, mà chồng. Dành không à. Mặt xấu quá. Đĩa mày đặt đồ đeo chân hạt. Dạ. Giờ anh phải làm sao em? Ý gần bữa nay chân quạ. Giờ làm sao em? Anh làm chồng em. Chồng em. Anh phải cứng rắn, một người đàn ông cứng rắn lên. Em năn nỉ cỡ nào cũng không chịu. Em dùng mỹ nhân kế cỡ nào nhưng cũng không chịu. Ok. Cứng rắn quyết định bỏ em chuyến này cho em đau đớn. Rồi. Nha, bởi vì em là một người con gái vợ hung dữ. Ừ. Nha. Hồ ơi. Em. Ôm vợ ông nội. Cái này bởi vì cha này cha thèm ta lắm nè. Chùi nước giải đi kìa. Không có giấu được cái nào trên rồi. Không có. Cứ nhanh. Hồ ơi, em là vợ của anh nè. Anh còn nhớ em không hả Hồ? Về nè. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Trở về với em đi anh. Quay đầu về với em, quay đầu là bờ mà anh. Quay lại đá mày đó. Tôi rồi à. Trời ơi, thái độ như vậy là đã hết yêu em thật rồi. Thế là hết duyên tình đôi ngả. Chuyện chúng mình tan vỡ tay. Còn đâu tư tưởng những chiều buông lơi cho vòng tay khác. Lần đầm gian trân chó tuổi xuân đến ngày tột trăng em vẫn yêu hoài yêu mãi không phải lời nói yêu ai đến nay chưa phải chưa nhạc thì có lẽ nào em dội sáng là mối duyên đâu sầu đâu chỉ riêng anh đừng buồn em chi dần em chi trách em chi chứ phải tại em là người tạm sang phú có tay đó qua hồng dễ đó qua lan hoàn cảnh trái ngang em đi đã nói xanh yêu cho em chứ dần đêm buồn em đã nguyện yêu anh suốt quãng đời này ta không thương yêu tôi đừng lưu luyến mối ban đầu tình ta nhân đây
đâu mến nhau mà chi ra nói lời biệt ly, ta không đến với nhau xin chấp nhận đành xa lạ, hơn nói tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa. Cho dù xa cách nơi nơi em vẫn nhớ nhớ về anh trọn tâm chân tình anh ơi, con mình nãy còn đâu đơn lẻ bi thương, chỉ mình tôi suốt soi đường đò nơi anh ở đâu cô ơi ân cô, tuy chung kiếp này đành lôi hèn không mong gì số một đoàn viên quan khiên, cứ mãi chân trong nước mắt càng dòng lòng em như môi xa kim châm tới bời tôi thông ơi, đường chạy trôi quanh cô cho tôi tìm rõ mặt một con người gian ngoan nguy hiểm gì khi đối mặt cùng ông tôi đổ chân lý quan tòa tạm dân tên tội phạm thì ông mới chết tại tuổi dài tuổi ngu nên bây giờ đau khổ ai xui gặp gỡ nhau chi ai xui gặp gỡ làm gì, duyên tình đã lỡ duyên tơ ngỡ ngàng tôi như một giấc chim bao ai ơi non non biết cần gì đâu, lòng ta mang nặng nỗi sầu gì đâu nên nỗi đổi thương ra cô. Thôi anh đừng nói nữa làm gì, nín nên đi anh lấy đắm vai rồi buồn thương nữa chi, về đi kẹo người ta chờ kẹo người ta trông kìa một chuyến xe Alibaba 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 Alibaba. Tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa ảnh cũng lại trời mưa. Tao giết mày! Tớp cổ mày nè, cái này chết nè. Khi nó vô, khi nó vô, khi nó vô, khi nó vô, mày vô cho mày biết tao, tao giết. Tao biết không, tao mẹ bà nè. Tao đi, tao giết mày, mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây. Mày chết đi tao, mày chết nè. Ôi. Nó khát nóng trong người vậy đó. Cái sự kiện lạnh quá vậy ta. Hả? Trời ơi à. Cái áo của nào vậy? À, mày quanh nó cho tao. Quanh nó mau. Mau, đúng rồi, đánh đổ mau đi. Trời ơi, nó xe toàn miếng hả? Mà xe hai miếng. Trời ơi, tức quá. Anh ơi, có ai trong nhà không cho hỏi thăm tí anh ơi? Em chào anh. À, chào cô. Dạ xin lỗi anh, ở đây có phải là đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn không hả anh? Dạ tôi đúng. Dạ vâng, anh xin cho phép em được gặp giám đốc ạ. Dạ tôi là giám đốc. Ồ. Thôi anh cứ đùa, cứ sáng sớm cứ gặp người nào đùa là em cứ thích thôi. Nhìn anh cứ như con cầy ghẻ ấy. Anh cho em gặp giám đốc đi anh, vì em không có thời gian anh ạ. Không, tôi nói thiệt, tôi là Quỳnh Long Hổ, giám đốc đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn đấy. Em nhìn anh nó giống con gì ấy chứ nó không giống con hổ. Con gì? Em nhìn con gì nó te tua như con này nhỉ? Con bạch tuột. Gớm khổ, áo quần sao cứ đeo cứ mực không là mực thế kia. Anh ơi đây đây. Thế à, anh Huỳnh Long Hổ là ô thì giống chưa? Ừ. Che lại này chút, có cái vằn vằn này vào thì nó giống này. Đúng không? Vâng, em chào anh Cọp Rằng. Chào cô. Vâng. À, cô có phải là thí sinh tới dự thi không? Vâng, em là thí sinh đến dự thi đấy ạ. Chứ không dỗi hơi mà đến nói chuyện. À, cô lấy số báo danh này phải không? Có ai cho cái số nào đâu mà báo với đây, cả đây, đây. Cô đây. À, số em. Anh ơi, sao đến 2002 cơ, bao giờ mới được thi hả anh? Không, cô là người thứ nhì. 2000 viết cũng chơi chơi rồi phải không? Có hai người, người thứ nhì thì viết làm chó cho nó mệt rồi. Cô tới dự thi bữa nay. Vâng. Cô có thể cho tôi biết là cô còn độc thân hay là có gia đình rồi? Gớm, em gần 40 rồi, nếu mà em độc thân thì ông bà mình bảo ế mẹ nó rồi. Thưa thật với anh là em đi thi em chả giấu hoàn cảnh gia đình em thì nó có phần vất vả hơn các anh chị phụ nữ khác. Yeah. Em thì có gia đình lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ đã ly dị. Vâng, em lập gia đình hồi năm 19 tuổi.
9 năm sau em được 7 đứa con. 9 năm đẻ 7 đứa. Vâng. Tướng như cá lồng tông mà đẻ dữ quá. Thôi anh buồn cười nhỉ, cá lồng tông nó cũng là con cá, nó bằng này thôi mà anh mổ bụng nó ra biết bao nhiêu trứng trong đấy anh ạ. À. Em cũng không ngoài lệ như con cá lồng tông. À, thế là chồng mà anh biết không, khổ hoàn cảnh chứ em nào muốn sinh nhiều con như thế, sinh nhiều con người nó sẽ bị hao mòn đi anh ạ. À. À, đúng. Nhưng mà hoàn cảnh gớm, em lấy chồng không phải lấy chồng Việt Nam, em lấy chồng người Mỹ. À. Mà chồng em thì không biết nói tiếng Việt, em thì không biết nói tiếng Anh, thành thử ra dấu thế nào mà cứ tròn tròn một năm một đứa. Cứ chồng em nó bảo lô mo, em cứ tưởng là cái mo, mỗi lần cây cau nó ra cái mo là nó ra trái, em cứ tưởng ra trái là phải đẻ, thế là nó tòi ra. Ngộ quá ấy. Vâng. À, cô có kế hoạch không hay là... Dạ vâng, em đã đi kế hoạch rồi đấy anh ạ. À. Em đã làm một lần nhưng mà chồng em thì nó bảo kiểu này, xong rồi em lại thích kiểu kia, xong cuối cùng hai vợ chồng hòa để đẻ luôn. Chồng em thì một hôm mới đẻ đến đứa thứ tư rồi, nó sợ quá, nó bảo là go ahead and cut. Cắt cái gì? Em có hiểu cái gì đâu, nó bảo đưa đưa cái kéo để em hiểu là nó bảo cắt đi đây, cắt cái buồng trứng đi, hiểu không? Xong rồi em lại nghiên cứu, em nghe mấy chị bảo không cắt cái đấy đi, nhiều khi nó điên điên đấy. Thế em không cắt, em bảo no 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 no, cắt là treo ép. Cái gì? Éc là cái trứng đây. Sáng nào nó không bảo em làm cho nó ăn thì em biết cái éc là cái trứng. Thế em bảo treo éc tức là treo trứng. Cô... Nhưng mà anh biết không? Nghe em nghe treo nó không điên hẳn mà nó cứ tàn tàn. Nào lâu lâu nó lại chạm dây lại cắn chồng rồi bỏ mẹ. Thôi em không làm nữa. Bỏ cái đó nè. Vâng. Cô bây giờ cô đang làm nghề gì? Dạ ngày trước thì em làm lông, bây giờ em làm leo. Làm gì cô? Ngày trước em làm lông. Làm lông là làm ruộng ấy. À. Không có. Xin lỗi, tôi không hiểu. Còn bây giờ em làm leo là làm móng tay lại. Dạ, dạ. À, làm nông. Làm nông. Dạ. À, làm nông. Ê cô ơi, nói này cô đừng giận nha. Giận gì anh? Tôi nghe mấy thằng bạn tôi nó nói tả về con gái nhà nông á. Vâng. Nó nói vậy nè. Chưa đi chưa biết miền quê. Vâng. Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Dạ. Bởi cô con gái nhà nông. Vâng. Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời. Anh ơi, em ít khi nào biết bực tức với người đối diện lắm. Dạ. Nhưng mà ai nói thế nào với em thì em xin giả lại thế ấy. À dạ. Vâng, thì em xin phép anh, em giả lại cho anh 4 câu thơ mà anh đã phan vào mặt em. Dạ, không, không dám dạ. Vâng, thì em xin giả lời cho anh là: anh ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ đã đến kỳ, mong em không trồng thì lấy cái gì anh xơi. Bây giờ em hỏi anh, lúa nó chín đầy đồng, em không chung khu em cắt thế này thì lấy cái gì anh ăn? Cảm ơn cô. À, thôi giờ vậy, vô vấn đề chính đi ha. Vâng. Cô tới dự thi thì ở đây thể lệ thi gồm có hai phần. Vâng. Cô phải hát một bài nhạc chấm và một bài nhạc nhanh. Bây giờ cô muốn hát thể loại nào trước? Dạ em xin hát nhạc chậm trước. Nhạc chậm, cô hát loại nào? Dạ em xin hát thể loại ca trù. Ca trù. Vâng. Trời ơi cái này lâu lắm đó nha. Vâng. Người trẻ như cô biết được là quý lắm đó. Vâng. Nhưng mà cô hát ca trù mà cô có biết ý nghĩa của nó là cái gì không? Dạ thưa anh, thì xưa bài nay bắt chước thôi, chứ em thì em không biết ý nghĩa. Nhưng mà em chỉ biết mỗi một điều là nếu mà mình ghét thằng nào thì mình cứ trù cho nó chết. Mời cô. Vâng. Em xin phép anh em ca trù ạ. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thâm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ liệu. Cô nó kẹt mẹ nó băng rồi. Trời ơi,
Cô làm gì tôi sợ quá. Tiền nhà tôi còn không có đó, cô đừng có làm tôi sợ, tôi không có tiền mua bảo tiền bảo hiểm cho cô đâu đó nha. Việc gì? Cô cái đấy đoạn đấy mới là trù đấy. Anh sợ hả? Sợ anh chứ. Sợ vậy là em thành công rồi. Em trù mà thằng này sợ chết. Bây giờ cô hát thể loại thứ hai đi. Nhạc nhanh. Anh cho em hát thể loại thứ hai. Ừ. Vâng, thể loại thứ hai em không hát một mình em mà em song ca lam lữ. Cái bài gì mà tôi nghe cái tựa sao nghe lam lũ vậy? Không phải em song ca lam lữ. Lam là man and woman đấy. Nam nữ. Vâng. Dạ. Thôi nhưng mà cô hát nữ thôi, đừng hát nam nha. Sao thế? Tôi sợ lắm. Mà cô hát có diễn không? Có chứ ạ. À. Đừng. Thôi đừng diễn. Nãy con Hùng đi diễn tôi sắp chết rồi nè. Cô diễn tôi mới tôi còn cái gì nữa nè. Cô anh yên tâm đi. Em diễn em phải diễn như thế nào chứ. Còn trên người anh còn gì để vặt. Em mà làm anh một phát nữa là anh như con lợn cạo bây giờ đấy. Vâng, thôi em xin phép anh cho em được song ca lam lữ. Cho anh cho em một tí music. Music. Vâng. Chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi độ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Em ơi, anh xin được làm quen nhá. Thôi đi, anh này kỳ ghê à. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi, anh tôi xa nà, chưa hề biết nhau, nhớ nhá. Chớ lo, trước lạ sau quen. Em ơi, sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hững hờ. Nơi anh sao quá ngọt ngào, khiến nào cũng phải xuyên sao. Nhưng tuệ có lúc người ta thay nong. Em ơi dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn tròn đời thủy chung. Hay. Hai nam nữ như vậy. Coi như tôi long trọng tuyên bố là cô là người trúng tuyển. Hai thí sinh dự thi, cô đậu hạng nhất. Hai người thi mà em đậu nhất hả? Vâng. Còn hãnh diện mẹ gì nữa. Anh ơi, em bây giờ em không cần biết là em đậu hạng mấy, miễn sao đậu là được rồi. Thế anh cho em xin tiền thưởng. Làm gì có tiền thưởng. Ở đây tổ chức ra thí sinh trúng tuyển thì giới thiệu đi hát. Hát người ta trả tiền, đó là tiền thưởng đó. Chứ đâu có tiền thưởng gì đâu cô. Mày đừng trách bà dở mặt nhá. Có tiền sư bố nhà mày sao mày rảnh thế hả? Cái tao mà nếu mà tao thích mà tao đi hát đi hò, tao gửi mẹ băng lên ba di bài nai, may ra tao còn được lên sân khấu lớn. Gớm mày tổ chức hôm nay, tao tưởng đâu hôm nay tao đến tao thi là tao quyết định là tao lấy tiền về tao trồng tiền đá banh cho chồng tao. Mẹ nó thua cái trận Brazil kia kìa. Không kéo dưới này còn thua nhiều hơn cả chồng tao đây này. Thằng nào cũng đâm đầu bắc vào đấy, thằng chồng tao đã thua nhiều lắm. Thế bây giờ không có tiền à? Dạ không có. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ lăn xê cô lên nổi tiếng. Xin lỗi mày. Tự động lăn một mình đi nhá. C.
không có tiền. Mày đặt tổ chức miệt vườn với trả miệt ruộng, rách viện, bà phán mẹ cho nó thoáng. Go, go. Bữa nay làm sao? Hết gặp con khùng, gặp con tửng. Trời ơi, bây giờ không có tiền, có ai cứu tôi không? Tôi! Ai? Tôi nè! Tôi sắp chết rồi! Hả? Sao vậy? Trời ơi! Tại sao nó nông nổi vậy? Tôi xách cái con quỷ khùng mới vô trong. Sao? Tôi vừa mở miệng á, để bạc bạc! Tôi nằm luôn không ơi! Sao hồi nãy tao nghe nó la ông sợ ông trọng nó? Trời ơi, tôi đâu có la được đâu. Nó la thất thanh mà nó cười mãn nguyện. Mà con này nó ngộ lắm không? Sao? Nó quánh xong nó băng bó nó mới mà chịu bỏ đi. Vậy là nó cũng còn tốt đó mày. Tốt bà nội tôi chứ tốt. Trời ơi, nó băng bó ai nó lục hết tiền tôi, nó lấy sạch không còn một đồng một cắt. Nó nói tiền đó là tiền băng bó. Cũng tại ông cơ mà. Ông lừa gạt người ta, ông mở ra cái cuộc thi này làm gì? Bây giờ ông biết à, người ta nói cái câu là gậy của mình đập lên lưng của mình rồi biết chưa? Nói bậy bạ không à. Gậy ông đập lưng ông gậy. Mày bị như vậy á gọi là tiền mất tật mang. Ờ. Nói mày nghe, tao biết hậu quả như vậy á, người ta đâu có làm. Nếu biết chưa có hôm nay thì ngày hôm qua chưa vui sao. Trong lòng em luôn cứ tàn, nhóm đời không tha thứ anh. Trách ai giờ đây đã lớn rồi. Đài truyền hình Gia Đình Nghệ Trường tới đây tuyên bố giải tán. Tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn. Đóng cái cửa cài cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích cao luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói trong đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên, đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi, còn đang buộc của nãy chú xanh chưa cúng, tôi đem qua dặn cho bụng chồng bà liền, đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận cả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ. Em có ông chồng mà ông bó em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi. Vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm nay tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gìn gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gìn gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rồi tôi xin nửa miếng để ra nửa cục ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cả bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... Khổ tâm. Ây cha. À, về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Bà giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa? Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi.
bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá, bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng, bà làm tôi thèm quá, bà làm ở bà cỡ, tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi nói cho chị nghe, bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi, mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao, cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó, tôi nói thiệt với chị, bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ dỗ nó lên lại dỗ lên. Hả? Trời đất ơi. Chị mà khổ cực. Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa. Có chịu vậy? Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây nè, cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á, có vợ bé chắc. Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu, chồng tôi dở gì mà ổng dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Nó lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá thúng, mà lựa, cá tươi ổng quất cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à. Có đâu. Đàn ông bây giờ vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm là nha. Thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nhanh nhánh không? Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ ông có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó. Cỡ này mà có đạn mới chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ ổng... Ổng gì? Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi, nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trường xuống cái giường. Cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu. Ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết. Trời thấy không? Trời ơi. Thấy cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạt là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, này bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết ghé ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cái tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng là bà nội. Ổng đi phà tới nhà ăn nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre ra. Ổng giục cái tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Hiểu chưa? Trời ơi, gì là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường. Chứ còn cái gì nữa? Bụi tre tôi tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống như nhau, không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi. Tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đứng gần tôi, bà đứng gần tôi lấy cái khùng qua người tôi nè bà nói. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hơn hay chơi công khai nó sướng? Tất lén. Tất nhiên là lén lút nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao? Bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chổng tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy. Mà không phải là ở dài đâu ngang với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Sao? Kỳ này mà ổng về đây nha. Tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa? Là hả? Tôi xé ổng ra. Tôi băm làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não. Thấy không? Phải xài bằng cái này.
chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô máy chị cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Ừ, tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là... Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi vậy? Bà nào cái bà nói là bà... Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ che đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải, bị bả không à? Không nói phải. Thèm chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa? Ổng ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh tôi cho gà ăn, vịt ăn là tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm, bực trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra đồ chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Trời tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng, cái chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không không, phải dùng não, dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè, phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè, có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về, ha? Ổng hát vu vơ, rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố. Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha, rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở. Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có, hình như chắc, chắc chắn có, chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ, có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức, nhà tôi thì không có dầu thơm. Mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi, người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi, chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi. Còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối, con gái mà nó nghe mùi chuối, rồi tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi, chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là, sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xương sáo luôn. Bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi, bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu về, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương sáo đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà ăn em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện thì bà hãy bùng phát lên. Ê bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối là tô cơm đó bà. Bà gan quá. Thấy không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó, xử cho ổng, nói chuyện cho ổng, xử cho ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được không? Rào. Ê, nói nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Kêu tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la, la la la, la 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 la. La la la. Ông làm gì vậy? Hít gió. Hít gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, hít gió không ra hơi mà cứ phụt. Mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia, trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa ha. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi,
Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa con gì vậy? Con gì mà kêu thế ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời ơi, đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh rồi nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi, mấy chục năm rồi mà nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì đó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm, xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu quá tôi nổi da gà luôn. Bởi sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Bà ăn mặc gì kệ kệ tôi. Như cái hộp chị màu vậy bà nội. Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là pháo phè. Với bao tháng năm dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi. Bà chơi bị cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm cái gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường rồi chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Ừ, nhưng mà bữa nay bả làm sao á? Ghê, đứng căng nhăn, căng nhăn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt, thời nhìn gia gì? Đình anh không có phát thành. Sao lại nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê? Ê, bận đồ, lưng thun mà đeo dây nịt. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì, tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở chuồng mà anh còn dám ăn dây nịt mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở chuồng mà đeo dây nịt? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái dây cái này để bà thương hiệu này chi? Thương hiệu gì? Đây nè, làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Biết cái gì chứ cũng phải đặt nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói là tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về à, ghê quá. Bỏ ở đây. Anh từ cái xạo ha. Anh thứ sáu ha. Sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết.
hả? Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay, tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha, bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi, đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ, vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi diện nha. Ê, không có được. Nói rồi hỏi cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh. Bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không không, phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải vận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước kia hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này nó không nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sắp kỳ vậy. Ta để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ nó 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống tắm nước. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài tập thì tập cứ lặng hoài. Rồi, không có nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu. Tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà. Để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Đài phát thanh sao? Nè, nè. Trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, hít, hít. Hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Gì vậy? Bà tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bà tập gì? Tập yoga. Ông đừng có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè, thiền. Ông đem đưa gai tôi thử thì có. Tào lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập bảy tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm vòng tròn gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên. Bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá. Bận áo ngực chi vậy? Lòi ra lưng ghê quá. Bận là cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Con bận ngực cái gì? Biết rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh. Nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà. Mình xử sự trong ôn hòa. Đó. Dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Khốn nạn à. Ai à, ai à. Giấm phụ. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, yes, oh yeah. Trời yes, ơi, yeah. Cái này nè, thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn, đâu có để mà không vậy? Bà có hiểu mày? Lấy vợ ra hả? Mày lấy vợ ra hả?
Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy ơi. Ông Bảy ơi nè. Ông Bảy ơi nè. Bảy đâu? Đâu lại? Đánh không chưa? Đánh không chưa? Có nhịp ơi. Có nhiêu tao bảy nhiêu. Bà nói gì? Nãy giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng ở đâu đó, đâu chưa tiên chúng ở đâu? Trời ơi. Rồi sao, tại sao? Bạn bè có hai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông mà lại đồng nào lấy vợ người ta? Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lửa đó? Hả? Trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lọt chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tung à, mọn chết. Quỷ nào? Đi ra khỏi nhà bà tôi. Đi ra khỏi nhà. Ngay ngay. Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi nè. Tôi mà không đuổi nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng, nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đuổi tống cổ ra khỏi nhà. Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ. Ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong, có nhiều lúc ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi, lá tôi sẽ biết liệu bao nhiêu năm mình. Đây, còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá, tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết chứ bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi à. Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi, cái mặt. Hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tương vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục mới vô đội đá banh luôn, đâu có được. Ông có 8 đứa, giờ thêm 2 thằng trai đất nước. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi. Quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi. Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. À. Hả, cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bà cho bú, giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi, cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa? Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ sao giờ? Thì đó, thì bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay nha, niệm Phật nha. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia, mình đâu có làm ác. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó, rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Bây giờ nè, có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói, giờ nói chuyện bà sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Trời ơi, đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà cháy nhà mới lộ mặt chuột. Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời, trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đó tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời sai. Ông sai. Nên, ông sai. Nên giờ,
Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện, có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn đi vậy. Bà bậy bạ à, gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi hãy cho. Cái gì vậy? Ông đúng, tôi phải ly dị với bà. Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu có phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao! Nghĩ sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhào vô chia 3 phần ông phần. Còn tôi đứng đây để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần. Bà, tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Cái gì mà quá trời vậy? Tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị, cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói ông sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả, ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàn hả? Ừ. Ai? Cái ai nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàn? Ai nói? Anh bảy. Bảy hả? Rồi còn ai? Cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Mẹ lo. Chui hai đứa lại. Vô đây. Chị Tám. Dưới cái giò gì? Vô đây. Hả? Chị căn cứ đâu mà chuyện tôi là một người đàn ông lăng nhăng hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Thiệt. Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó. Bị bệnh quan tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Rồi lo. Thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói, tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn, tôi nói vậy thôi. Chị rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Ừ. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi có phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hay rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, không có gì đâu. Móc. Cái gì? Em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa, móc cái đó. Điện thoại. Alo. Ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời, kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo. Hả? Gì? Sáu hả? Ừ, nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha. Rát về cái này thông. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm nó nghiệm là không tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nói nên lời cái đá hết gì đó chơi. Đi. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ, tôi nó động thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới vậy, hát bài cho mà, nghe không? Tại gì? Nghe, đó là cái gì, bài gì đó. Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau, anh bậy chị Tam chơi cười, hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em trem. Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả? Trời lộn, cầm năm ông nào ơi. Mệt quá. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. À, đúng không tốt. Chị? Ủa? Thằng ơi. Ra chứ tôi bỏ vậy chưa có để vô có bỏ tôi cái à. Giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không hết hai ca lần siro uống rồi đó mà cho nó vững tràn ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Ủa, sao vậy? Cái gì vậy?
Con Sáu là cũng tại bà này nè. Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô, tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sắn vô tôi chửi đó. Tôi chửi cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đùm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi tháng đời nhiều chuyện. Nhiều chuyện sàm xí. Toàn là ba cái thơ đòi nợ với quảng cáo không. Alo. Alo. Ừ, ai vậy? Dạ, xin lỗi, có phải là văn phòng luật sư Chí Tài không dạ? Dạ phải. Vậy luật sư có trong văn phòng không dạ? Tôi đang trong văn phòng tôi mà. Ủa sao tôi đâu thấy đâu? Tôi sau lưng cô nè. Ủa? Trời ơi, vô tới đây mà còn nói xeo chi cho nó tốn tiền. Biết sao không? Quen rồi, sang quen rồi. Nhiều khi sát bên nó cũng cầm điện thoại bóc gọi. Chào cô. Dạ, chào luật sư. À, cô có thể cho tôi biết tên được không? Em hả? Em tên là Hương Thủy. Hương Thủy? Cái gì Hương Thủy? Dạ, chế Hương Thủy. Trời đất ơi, ba cô bây giờ khỏe không? Ủa, luật sư biết ba tôi nữa hả? Trời ơi, biết sao không biết? Ông nổi tiếng lắm. Ủa, là ai vậy? Ca sĩ Chế Linh á. Đâu phải đâu. Bộ ai họ Chế là cũng phải con của Chế Linh chứ hả? Ủa vậy không phải hả? Không phải. Thì xin lỗi. À, bữa nay tới đây có chuyện gì đây? Thì tới tìm luật sư để ly dị chứ tới tìm luật sư làm gì? Cái gì? Ly dị hả? Ừ. Làm ơn đứng xa xa chút đi. Sao vậy? Đứng xa xa chút đi. Đứng gần dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Đẹp trai khổ lắm người ơi. Trời ơi trời, con ống tự tin dễ sợ chưa kìa. Cô có thể cho tôi biết là lý do nào cô ly dị chồng? À, chồng cô cờ bạc. Trước có giờ không? Hút chích. Trước có giờ không? Rượu chè. Trước cũng có giờ cũng không luôn. Trước có bây giờ không, một con người quá hoàn hảo vậy tại sao phải ly dị? Thì, cô thương chồng cô không? Thương chứ. Hay là chồng cô bị khùng? Anh khùng á, có tự nhiên nói chồng tôi khùng. Chứ tại sao lý do nào mà ly dị? Thì bây giờ khó nói quá. Không ấy luật sư có cây gì cho mượn đỡ đi. Cây gì? Thì cây viết á. Ủa vậy hả? Cây viết hả? Tôi tưởng văn phòng tôi đâu có cây gì đâu. Trời ơi, thì văn phòng phải có cây viết chứ. Từ có cây gì. Tôi nói rồi, động ngột tôi đó, tôi kiếm. Có không? Nè có nè. Ê, trời đất ơi, cây viết luật sư bự dữ vậy hả? Luật sư vậy không, cỡ đó không á. Trời, luật sư nói sao chứ, hỏi tôi lại văn phòng kia kìa, ông luật sư kia ông đưa tôi cậy ống nhách về thòn à. Ừ. Trời ơi, cái đó là viết chì cô ơi. Ủa vậy cô hả? Cô này là viết quyến tử. Ồ. Thấy không? Rồi sao? Lấy thì viết làm gì đây? Thì bây giờ tôi ví dụ nè ha. À. Chồng tôi là cái viết này nè. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ổng... Sao? Ổng... Ổng sao? Ổng hết mực á. Hết mực? Ừ. Lão, đứa nào nói tao hết mực? Ai? Tiếng nói ai mà nghe hùng hồn vậy? Ai? Tao nè. Trời đất ơi. Nghĩ sao tướng đi đẹp vậy mày kêu hết mực? Trời ơi. Không chừng tao mực nhiều rồi tao đi không nổi sao? Cô ơi, đi ly dị không đem chồng theo, đem ông nội ngoại theo chi vậy? Trời ơi, chồng của tôi đó. À, chết cha. Chồng hả? À, xin lỗi nha. Dạ. À, được rồi. Có mặt hai người thì dễ làm việc hơn. À, bây giờ mời cô bước qua bên này. À. Dạ, mời cụ bước qua bên này. Ủa, xin lỗi, luật sư mới mời ai hả? Dạ, con mời cụ. Nhiều tuổi mà vô duyên muộn hả? Nghĩ sao ta đi hai vợ chồng mày mời vợ ta mày mời em mày mời ta mày quất cái tớ cụ là sao? Mời cho nó ngang hàng trang lứa cho nó trăm năm hạnh phúc coi. Cho nó nhí nhảnh chút coi. Dạ. Dạ. Em mời anh bước qua bên này. Đó, mời vậy là anh nhí nhảnh liền á. Dạ, mà nhí nhảnh ghê. Qua rồi. À, đây ơi. À, sẵn đây cho em hỏi
anh ấy được bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi tuổi anh hả? Dạ. Em nhìn mặt anh hấp hấp vậy chứ lớn hơn em không nhiêu đâu. Dạ hả? Năm nay anh 79. Dạ. Mày sinh năm 80 phải không? Dạ đúng rồi. Tính số anh hơn mày có số thôi. 79, 80. Trời ơi, chưa thấy ai khôn dung già này lấy tuổi mình so năm sinh người khác. Miễn sao có số so thôi chứ. Phải rồi, nghe tuổi là biết trâu già khoái gặm cỏ non. Ê kệ ông nội tao nghe mày. Tao còn cặp nú không mà tao nhắm tao gặm được tao gặm nha. Mà tao gặm cỏ ngoài đường chứ bộ tao chui vô từ đường nhà mày tao gặm hả? Sư thôi mà. Thôi được rồi. Bây giờ hai người có thể nói cho tôi nghe là hai người gặp nhau trong trường hợp nào? Để em kể luật sư nghe. Sao? Tôi với ổng quen á một chỗ á, rất là dễ thương, rất là thơ mộng, rất là mùi. Công viên phải không? Không. Cà phê máy lạnh? Cũng không luôn. Thì chưa ở đâu? Trong tiệm bún mắm á. Hả? Trời ơi, bún mắm mà sao lãng mạn mùi mẫn được cô? Thì bún mắm mà không có mùi, cái gì có mùi mày? Rồi sau đó thì sao nữa? Lúc đó bà ngồi trong trong tiệm đó. Dạ. Tôi bước vô. Dạ. Vô tình bà làm rớt một món đồ. Rớt món đồ đi. Đó, ví dụ đi. Ừ. Rồi bà mới cúi xuống bà lụm. Dạ. Mình đàn ông mình ga ra mà, ga lăng mà. Ừ. Tôi cũng cúi xuống tôi lụm, tình cờ tay tôi nắm tay bà. Rồi sao? Tự nhiên lúc đó nhà hàng nó bật nhạc lên, cái hai đứa tôi nhìn nhau cái phim Hồng Kông. Ủa? Phim Hồng Kông là sao? Nắm tay cái yêu luôn. Trời ơi, ông anh nói em phải để ý nha. Hồng Kông mà hãy thấy nắm tay cái có nhạc lên là yêu à. Để là thí dụ thôi nha. Thí dụ như là đây là cuốn sổ, anh làm rớt xuống, em cúi xuống lượm đi. Rồi anh cũng cúi xuống lượm. Tình cờ tay anh nắm lấy tay em. Tình cờ cái mỏ mày chảy máu nè. Kỳ vậy? Mày có tin là mày vô tình mày lụm cuốn tập mà mày phải cố tình mày lụm răng mày không? Bà nội cha mày tao hốt mày nha. Tao chưa ly dị mà mày dê vợ tao là sao? Dạ không có. Làm thí dụ thôi mà ông anh. Thí dụ nhiều thứ chứ. Dạ. Bây giờ sau đó thì xin bỏ Hồng Kông thì sao nữa? Sau đó hai đứa tôi mới mần đám cưới. Trời đất ơi, làm gì nhanh như tên lửa vậy? Luật sư không nghe ông bà mình có câu hả? Câu gì? Cưới vợ thì cưới liền tay, đừng để lâu ngày. Sao? Tao chết. Ủa? Sao chết kỳ vậy? Già chết chứ sao vậy? Mày học tới luật sư mà có cái già chết mày cũng không hiểu hả? Tại sao hai người yêu nhau ha, cưới nhau lẹ vậy? Tại sao bây giờ mới ly dị? Thì tôi hỏi luật sư nghe nè, tôi trẻ đẹp như vậy nè, nhiều khi tôi thích đi quán bar, tôi thích đi nhảy đầm, tôi thích đi vũ trường. Vậy mà ổng cũng đòi theo, thì tôi cũng chiều ổng, tôi cho ổng theo tôi. Cái tôi dẫn ổng đi, cái bữa đó vô cái quán bar, tự nhiên tôi mở cửa ra nhạc sập sình, cái ổng xỉu à. Trời ơi. Xỉu cũng kể chi vậy? Trời ơi, biết ổng già yếu như vậy, yêu chi rồi giờ than khổ. Nhưng mà hồi đó tôi lấy ổng cũng vì lo cho gia đình tôi nữa đó. Hy sinh cho gia đình. Nói như vậy là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ em lấy tôi chỉ vì tiền thôi hả? Chứ ông nghĩ sao? Ý trời. Nói câu nghe nhẹ nhàng mà như tạt thao nước cho mặt người ta vậy. Né qua một bên, tao nổi điên rồi đó. Còn em, vậy là tôi đã hiểu lầm. Từ xưa tới giờ tôi cứ tưởng em lấy tôi là vì nhan sắc chứ. Hả? Trời ơi, bước xuống đi cụ ơi. Câu này tôi bị hố quá. Hố lắm rồi. Trời ơi, nhan sắc. Tự tin còn hơn tôi. Thế rồi, cái đó tôi biết rồi. Nhiều khi tôi tự soi gương, tự ói mình. Ổng như vậy, hả? Lấy làm chi? Rồi ly dị tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên đi. Tôi nói luật sư nghe nè. Tôi là con gái lớn lên, lấy chồng thì phải theo chồng. Cực khổ nhiều tôi cũng chịu hết trơn á. Nhưng mà nhiều khi tôi chỉ cần có một đứa con thôi à. Mà ổng thì... Là sao? Thì luật sư hỏi ổng đi. Ông anh, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại đây.
đang nói chuyện bỏ ở đâu vậy? Tính vô trọng kiếm miếng sâm muốn. Nhà tôi thì có sâm xiết cái chồng. Đây nè, cổ muốn con, sao ông không ráng cho cổ một đứa con? Luật sư. Tôi lại luật sư. Thôi đừng lại. Luật sư còn câu hỏi nào có duyên hơn này chút xíu á? Bỏ câu này đi. Câu này là có duyên nhất của tôi rồi đó. Nói nghe nè. Sao? Duyên hay vấn đề này là vấn đề tế nhị. Tôi biết luật sư hiểu mà. Đó. Cảm ơn, hiểu rồi. Hiểu rồi. Nói về ông anh đây đã hết. Tôi biết mà. Tóm lại là ông anh đây đã hết. Nói tóm lại lần nữa thì là ông anh đây đã hết. Chí quát. Mày vừa bụng mày chưa thành ôm dịch. Mày nói mày hiểu rồi, mày đưa cây viết ra tao đè vô, mày đưa ra tao đè vô rồi chưa vừa bụng mày hả? Vậy thôi tao nói quỵt tẹt lên cho rồi. Hiểu lầm mà. Vậy sao ông không ráng cho cổ đứa con? Tôi nói cho luật sư nghe, ai lại không biết điều đó. Tôi biết cổ là phụ nữ, cổ cũng cần có một đứa con. Chính bản thân tôi cũng cần có một đứa con vậy. Không, nhưng mà bây giờ đó tôi không có, đáng lý ra cổ phải chờ tôi chứ. Đúng. Bây giờ không có, không chừng 6 tháng hàng năm sau nó có sao? Hên xui mà. Đúng. Đó, bởi vì đêm nào bác cũng biểu tôi ăn gà ác tìm thuốc bắc hết. Nhưng mà vừa rồi nó bị dịch cúm gà, nó ngưng thời gian, nó đuối ngang ai biết. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thương bả lắm tôi mới ăn gà ác, chưa có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi đâu. Sao vậy? Bà mua 30 con gà ác bà bỏ trong tủ lạnh, bà cắt 30 thang thuốc bắc về, mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn một con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. Bà mẹ nó, tôi quất tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà. Trời ơi cô ơi, ổng nói như vậy tại sao cô không ráng chờ? Chờ gì? Nói tới gà ác tôi mới nói với luật sư nghe nè. Sao? Thì cho ổng ăn gà ác, cái tự dưng cái ổng ăn kêu chứ em ơi đi vô phòng. Cái đừng tôi... có kể, thằng luật sư này nó nhiều chuyện. Nó đem ra ngoài phố nó bỏ sỉ luôn đó. Sao? Tôi phải biết, tôi biết làm gì. Thấy mặt là biết nhiều chuyện rồi nè. Đừng có kể mắc cỡ chứ. Thôi mà cứ kể. Tôi thấy vậy cái tôi cũng, ổng nắm tay tôi cái đi vô trong phòng, cái ổng nắm cái nút. Nút gì? Nút đèn ổng dặn tắt. Xong rồi cái tôi chớp chớp mắt nhìn ổng. Cái ổng cũng chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi mắc cỡ cái tôi nhắm mắt lại, ổng cũng nhắm mắt. Xong tôi mở mắt ra cái ổng ngủ à. Hả? Chị kia con có trời. Nói một cái tôi muốn ngủ thiệt rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà cô à, dầu gì đi nữa thì ổng cũng đã từ bỏ những thói hư thật xấu hồi lúc còn trẻ rồi hả? Lấy con hả? Cô còn đòi hỏi ổng điều gì nữa? Thấy không? Tôi nói cho cô nghe, sống ở trên đời á, chưa chắc cái gì muốn mà mình xuống làm cũng được. Thấy không? Bây giờ cô nói ổng là không có con hay cô? Cô có chắc rằng cô lấy người đàn ông khác cô sẽ có con hay không? Luật sư. Xin lỗi, tôi vô duyên. Không không, câu này anh thấy em có duyên nhất hồi nãy giờ. Mày nói câu này là có duyên nè. Bây giờ em là thần tượng của qua rồi. Câu này em nói có duyên. Bây giờ em thử thách bả lấy em đi. Nếu có con tôi con em luôn. Hả? Xin lỗi, câu này anh vô duyên hơn nè. Đúng vậy. Bây giờ tôi hỏi hai người lần chót, hai người quyết định ly dị phải không? Yên lặng. Yên lặng có nghĩa là đồng ý. Được, tôi giúp hai người. Nhưng mà trước khi làm thủ tục thì tôi muốn nói hai người một cái vấn đề rất quan trọng. Đó là vấn đề tài sản. Tài sản của ông trước khi gặp cô ta gồm có những gì? Và sau khi cô ta
tài sản gồm những gì. Tài sản ông đó là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề ly dị. Tôi à, có chuẩn bị trước ha. Very good, very good. Hả? Cái gì? Tất cả tài sản của ông đều dành hết cho cô ta. Vậy thì phần tài sản còn lại của ông là cái gì? Tài sản của tôi, tài sản của cả cuộc đời tôi chính là cô ta đó.